đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 thì một cái thông tin rất là thú vị đó chính là thông tin ngày hôm qua được chia sẻ bởi The Washington Times thì cái thông tin này đó đây là trên địch Yellen nghĩa là bộ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ thì thông tin nói là tòa bạc ốc của Hoa Kỳ đó tòa bạc ốc nói là họ đề nghị ngân sách hàng nghìn tỷ đô la để chống lại lạm phát thì có nghĩa là họ đề nghị là

thì nhiều khi chúng ta đang sống trong video game đó điều mà thường đã chia sẻ với các bạn thì đương nhiên đây là một trong những điều mà sẽ tiếp tục và tiếp tục xảy ra các bạn thấy được trong vòng mấy chục năm qua thì cái xu hướng của đồng đô la như thế nào nghĩa là mất giá và mất giá cho nên nói chung thì ngắn hạn có thể là nhiều bạn cảm thấy lo lắng nhưng mà khi mà zoom ra dài hạn đó thì các bạn thấy lập luận đầu tư của chúng ta cũng không có thay đổi tình hình vẫn là như vậy vẫn là chúng ta thấy được là BTC tiếp tục sẽ là một cái công cụ chống lại lạm phát sẽ là một cái loại tài sản của tương lai, ngắn hạn đương nhiên không ai có thể đoán được. À, có thể giá cả điều chỉnh hay là tăng trưởng nhưng mà dài hạn ra cái xu hướng năm này qua năm nọ của BTC thì các bạn thấy là dài hạn thì như thế nào. Khi mà chúng ta nhìn về biểu đồ của nến tháng đi thì các bạn nhìn vào biểu đồ này mà các bạn nói thường thì các bạn không bullish thì thường cũng không biết nói gì hơn. Khi mà nhìn vào cái biểu đồ này tính theo mỗi ngọn nến một tháng mà các bạn thấy là biểu đồ này không cho các bạn niềm tin thì cũng không biết nói gì hơn. Đó là điều mà thường muốn nói với các bạn. Dài hạn thường vẫn rất là tin tưởng và rất là bullish dài hạn, ngắn hạn thì đương nhiên mỗi lần mà giá cả tốt thì đối với thường là một cái cơ hội nhưng mà mỗi bạn mỗi khác đây chỉ là cái xuyên nhân của mình thôi không phải là lời khuyên đầu tư thì nói tới đây đó các bạn thấy được là một trong những cái thông tin cũng rất là thú vị liên quan tới Goldman Sachs thì Goldman Sachs là một trong những công ty đầu tư hàng đầu quốc tế đó thì Goldman Sachs nói đó là như là trước đây đó khi mà người ta giàu thì người ta sẽ mua vàng để mà chống với lạm phát người ta sẽ mua vàng để mà lưu trữ tài sản của mình nhưng mà người nghèo đó thì họ sẽ đi mua bạc nghĩa là người nghèo mua bạc người giàu mua vàng bây giờ đó thì google mình xác nói là tình hình cho thấy là bây giờ đó người giàu thì đi mua bitcoin còn người mà không có tiền thì họ đi mua vàng để mà chống lại lạm phát có nghĩa là bây giờ đó người giàu đang chú tâm vào BTC còn người nghèo thì đi mua vàng ngược lại như trước đây là người giàu đi mua vàng người nghèo đi mua bạc rất là thú vị đó là cách nhìn của Goldman Sachs có nghĩa là người giàu càng ngày càng thấy được cái vai trò của BTC để mà trở thành một cái công cụ chống lại lạm phát đó là điều mà Thụ muốn chia sẻ với các bạn tiếp tục nói tới thông tin liên quan tới Hoa Kỳ đi thì các bạn thấy được là ngày hôm nay chúng ta lại nghe nói thêm một thị trưởng của Hoa Kỳ nữa đó chính là thị trường của thành phố Tampa ở Florida, tôi biết lộn đây là Florida, Florida tiểu bang Florida, thành phố Tampa, thị trưởng là Jane Castor đã thông báo đó là bà ta sẽ chấp nhận lương của mình bằng BTC. đương nhiên là thị trưởng của thành phố Tampa à, đã đi theo góc chân của những thị trưởng trước đây như là thị trưởng của Miami, à, Florida, đó chính là thị trưởng Francis Wallace và thị trưởng mới đắc cử của tiểu bang New York, thành phố New York đó chính là thị trưởng Eric Adams và thị trưởng của thành phố Jackson ở tiểu bang Tennessee đó chính là Scott Conger thì các bạn thấy được là bây giờ ít ra đã có bốn thị trưởng ở Hoa Kỳ đã theo phong trào là chấp nhận lương của mình bằng BTC đây là một trong những cách mà họ ủng hộ thị trường BTC một trong những cách mà họ cho người ta thấy được là thành phố của họ đang chào đón Bitcoin và crypto như thế nào Thì đương nhiên đây là chỉ đã nói tới thị trưởng thôi chúng ta cũng còn rất là nhiều người như là các bạn thấy là hôm nay Lại có thêm một cái đề xuất Đây là một cái dự luật được đề xuất bởi hai nghị sĩ mà chúng ta cũng khá là quen thuộc, đó chính là nghị sĩ Cynthia Lummis của tiểu bang Wyoming và nghị sĩ Ron Wyden của tiểu bang Oregon. Thì hai nghị sĩ này đã cùng nhau để mà đề xuất một cái sự chỉnh sửa cho định nghĩa của người môi giới. Các bạn có thể nhớ là cái gói cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ là 1,2 nghìn tỷ đô la thì trong đó có một cái định nghĩa là đánh thuế người môi giới trong thị trường crypto này để mà thu thêm một phần thuế để có thể hỗ trợ cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ này và cái định nghĩa đó nó rất là lỏng lẻo có nghĩa là không có nói rõ ràng nói là bất cứ ai tham gia vào xử lý dịch vụ đều coi như là người môi giới nhưng mà đương nhiên là không phù hợp tại vì một sàn giao dịch thì có thể là phù hợp nhưng mà các bạn thấy là một người mà lập trình trên những ứng dụng DeFi hay là chúng ta nói với người mà tham gia vào staking hay là người mà tham gia vào đào đó thì đương nhiên những cái này cũng tham gia vào với cái à, phương cách là giải quyết những cái giao dịch trên mạng thì không hề nói là vì lý do đó họ cũng là người môi giới và họ phải có trách nhiệm để mà gửi tài liệu tới cho cục thuế của Hoa Kỳ, nghĩa là IRS, họ không làm được tại vì trên mạng khi mà giao dịch khi mà không thể biết là đâu có tên đâu, chỉ có địa chỉ ví mà thôi, chỉ có sàn mới có thể là cung cấp được thông tin đó. Cho nên vì cái định nghĩa đó đó nhiều người cho là nếu như mà ép những cái người mà lập trình hay là những người tham gia đào thì sẽ dẫn tới những người này rời khỏi Hoa Kỳ và sẽ mất đi một cái ngành đang phát triển ở Hoa Kỳ thì cho nên hôm nay đó chúng ta thấy là nghị sĩ Cynthia Lomas và nghị sĩ Ron Wyden đã đưa ra một cái dự luật để mà thay đổi cái định nghĩa đó các bạn thấy được là cái định nghĩa này đã thông qua rồi là một cái thông tin cũng không được tốt cho thị trường này nhưng mà ít ra chúng ta thấy là chúng ta còn có thời điểm là từ bây giờ cho đến năm 2024 trước khi mà cái điều đó trở nên sự thật chúng ta vẫn còn thời gian là 3 năm và trong 3 năm này đương nhiên thì sẽ tiếp tục cung cấp rất nhiều thông tin cho các bạn. Nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn thấy chúng ta có nhiều thị trưởng, chúng ta có nhiều nghị sĩ, chúng ta có nhiều thống đốc. Bây giờ đó Bitcoin crypto thực sự đã trở thành một phần của thị trường tài chính và đã từ từ đi rất sâu vào trong chính trị rồi. Đó là một trong những cái chủ đề được bàn luận tới quốc hội thường xuyên ở Hoa Kỳ và rất nhiều người đã đứng về cái bên của Bitcoin crypto. Tại sao vậy? Vì bạn có biết là không phải là tại vì họ thích gì ngày hôm nay, mà họ nói là Bitcoin crypto quá tốt, là một hệ thống phi tập trung để mà mang công bằng tới cho mọi người. Không phải đương nhiên là họ thấy được cái lợi ích, sang giao dịch những công ty tài chính không có chỉ trích bitcoin nữa những ngân hàng không chỉ trích bitcoin crypto nữa tại vì sao tại vì họ thấy được là thu được rất nhiều lợi ích từ cung cấp dịch vụ cho người khách hàng của họ cho nên không lý do gì mà họ không có uh, hỗ trợ thị trường này nhưng mà bây giờ những nghị sĩ thì lại thấy được những cái uh, thị trường những cái thống đốc lại thấy được là ủng hộ crypto có rất nhiều lợi có nghĩa là có thể uh, thu hút được những công ty crypto tới thành phố tới tiểu bang của họ để mà cung cấp việc làm cung cấp thêm thuế họ cũng có thể là À, có thể là nuôi nhân tài trong cái thị trường này cho tiểu bang của họ cũng như là họ có thể được cái sự ủng hộ của những cái công ty mà bây giờ đã trở thành rất giàu có và rất lớn như là công ty Gemini, công ty Coinbase vân vân để mà ủng hộ họ về cái phương diện là tiền bạc khi mà họ ra ứng cử. Đây cũng là một trong những cái chiến lược và các bạn thấy là crypto không bây giờ đã đi sâu vào trong chính trị của Hoa Kỳ rồi. Thông tin kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số tài liệu liên quan tới altcoin đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu nói tới là đồng Cardano vợ đồng Floki Thì tại sao mình nói tới Cardano và Floki Thì trước hết Cardano đó Thì đây là một cái bài chia sẻ bởi Mizari Thì Mizari chia sẻ đó là trong vòng 24 giờ qua Có nghĩa là đây là tài liệu ngày hôm qua ngày 15 Tây Thì chúng ta thấy được là đây là thống kê tính theo đô la nha Chứ mà tính theo cái số lượng giao dịch Thì tính theo đô la thì cho thấy được là Cardano là một trong những mạng lưới đứng thứ nhì Hiện bây giờ với cái số lượng giao dịch tính theo đô la ngày hôm qua chỉ đứng sau lưng BTC mà thôi. BTC là 21,6 tỷ, Cardano là 18,2 tỷ, Ethereum 9,3 tỷ, Bitcoin Cash 4,5 tỷ, Litecoin 34 tỷ và vân vân. Và điều này cho các bạn thấy được là giao dịch on chain đó của Cardano là một trong những cái mạng lưới mà có cái sự di chuyển nhiều ngày hôm qua. Thì nói tới Cardano đây thì một trong những cái điều mà nhiều bạn thường hay hỏi thường là tại sao mà Cardano đó lại đứng như một chỗ mà chúng ta không thấy cái sự di chuyển hầu như Cardano này đã xoay quanh cái mức là hai đô la cũng khá lâu rồi các bạn thấy được là Cardano có cái sự bùng nổ khi mà chúng ta nói tới Cardano đi để thùng bấm vào Cardano và chúng ta sẽ refresh cái trang Go này đây các bạn thấy được là khi mà nói tới Cardano đó thì trong vòng một năm qua đó các bạn thấy được là đã tăng một ngàn 838% đương nhiên đã tăng rất là nhiều Trên một năm qua nhưng mà các bạn thấy là Chúng ta nhìn vào hai tuần qua Thì hầu như đứng yên một chỗ Các bạn thấy được 7 ngày qua thì xuống 8% Và 30 ngày qua thì xuống 10% Coi như là tình hình là Cardano cũng đứng yên một chỗ Trong một thời gian dài rồi Sau khi mà có cái sự tăng mạnh Các bạn thấy được là từ cái thời điểm là tháng 12 Của năm ngoái nó chỉ có 14-15 cent mà thôi Mà tăng lên tới cái mức là 3 đô Bây giờ là mức là khoảng chừng là 1 đồng 95-2 tới 2 đô Thì điều này đó cũng đã xảy ra với rất nhiều đồng rồi các bạn thấy được bất cứ một đồng nào không biết là ai cũng muốn là cái token của họ cứ tăng và tăng và tăng mãi nhưng mà sự thật không phải là như vậy một cái đồng nào đó đó thường đó là họ sẽ tăng trưởng đồng nó sẽ tăng trưởng và tăng trưởng quá mức sau đó sẽ có một cái sự điều chỉnh xuống rồi đi hàng ngang tích lũy trước khi mà chúng ta có cái lý do để mà tiếp tục tăng trưởng các bạn thấy điều này cũng đã từng xảy ra đối với Ethereum đã có thể nói là Tamiyam đã nhiều năm luôn nên thường chia sẻ với các bạn thậm chí năm ngoái không gì thường làm rất nhiều video liên quan tới Tamiyam lúc đó là Ether thì cứ mức là 200 300 thì nhiều bạn nói là Ethereum cứ y ạch vậy hoài không có tăng nhưng mà đúng một cái các bạn thấy được là đi từ mức đó lên tới 4.300 đô giá của ngày hôm nay thì cho các bạn thấy được là một năm thôi Ethereum đã tăng cỡ nào rồi trong khi mà có một cái sự di chuyển hàng ngang rất nhiều nhìn một có cảnh khác đó các bạn thấy được là những lúc mà cái đồng các bạn yêu thích các dự án các bạn tin tưởng đi hàng ngang là một những cái cơ hội tích lũy rất là tốt cho nhiều người các bạn thấy được là Cardano đó đã cho rất nhiều người cơ hội từ cái thời điểm mà năm 2018 từ tháng 8 mãi cho đến là tháng 12 của năm ngoái tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 của năm ngoái là hơn 2 năm trời cho rất nhiều người cái cơ hội tích lũy ở cái mức là 2 sen cho đến 5 sen vân vân trước khi mà có sự bùng nổ. Thậm chí gần đây các bạn thấy được là nhiều đồng như là chúng ta thấy là đồng Solana làm gì bạn cũng thích đi. Sau khi tăng trưởng mạnh thì cũng phải có cái thời gian để mà tích lũy chứ không nào mà các bạn cứ muốn đồng này tăng hoài và tăng mãi được. Và một điều thú vị đó là khi mà đồng mà cứ liên tục phá đỉnh và lập đỉnh mới đó thì nhiều bạn sau thận là bây giờ có nên lên thuyền có nên vào hay không nhưng mà những đồng mà đi hàng ngang đó thậm chí là điều chỉnh đi xuống như là tuần vừa rồi rất nhiều bạn hỏi thuận về Polkadot có nên mua thêm hay không trong khi mà các bạn thấy được là Polkadot bây giờ đó đã đi xuống ngày hôm nay đi xuống trong vòng 7 ngày qua thì nếu như các bạn đã thích Polkadot ở cái mức giá cao thì tại sao lại không thích ở cái mức giá thấp hơn thậm chí là còn phải thích hơn nữa giống như là các bạn thấy là nếu như mà Thuận đã thích BTC ở mức là 69.000 thì ở cái mức là 60.000 Thuận lại càng phải thích BTC hơn nữa chứ tại sao lại thấp hơn lúc mà giá cao thì nhiều bạn sẽ hỏi là có nên mua không nhưng lúc giá thấp đó thì không thấy bao nhiêu người hỏi Thuận là có nên mua hay không đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Cardano và nói tới Cardano đó một trong những điều mà rất thú vị đó là nhiều người hỏi thường là à, thường có nghĩ là Cardano 4 năm rồi không có cái hợp đồng thông minh hoạt động không có những cái ứng dụng mạnh hoạt động đó thì thường có thấy nản hay không thì nhìn vào góc cạnh khác đó, thường là nghĩ ngược lại thường nghĩ là Cardano trong vòng 4 năm qua vẫn chưa có hợp đồng thông minh thực sự hoạt động mạnh mẽ gần đây chúng ta mới có hợp đồng thông minh mà thôi và chúng ta vẫn đang chờ những cái ứng dụng bùng nổ cho mạng lưới của Cardano thì như vậy mà các bạn thực Cardano trong vòng 4 năm qua các bạn thấy được là đi từ cái mức nào đã đi từ là bên ngoài cái top 15 mà đã đi thẳng vào bây giờ các bạn thấy được là đứng trong cái top 6 hiện bây giờ đứng hàng thứ sáu chỉ sau lưng uh, Solana mà thôi trong khi trong vòng mấy năm qua đó có biết là bao nhiêu những cái dự án có hợp đồng thông minh có hệ thống NFT có DeFi nhưng mà lại bị đá ra khỏi cái top 10 này cho nên các bạn thấy là nhìn vào cái bên đó thì cho các bạn thấy được là cái cộng đồng của Cardano đồng mạnh như thế nào cũng như là nhiều bạn hỏi thường đó là thuận thấy sao về Ethereum khi mà bây giờ Ether đó phát triển cũng khá là chậm và Ethereum cái phí quá cao nhưng mà các bạn thấy được là Ethereum cái phí cao chậm nhưng mà vẫn có rất nhiều dự án trên mà lưới Ethereum phải nói là cái hệ sinh thái của Ether là một trong những hệ sinh thái lớn nhất hiện bây giờ thì nếu như mà tình hình như vậy mà vẫn có nhiều cộng đồng ủng hộ Ethereum thì một ngày nào đó Ether thực sự thành công Ether 2.0 thì các bạn nghĩ là Ether sẽ ra sao? cho nên lúc nào cũng có hai cách để mà các bạn suy nghĩ. đó là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới nhìn vào những cái altcoin này. chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới đồng Floki đi. đồng Floki này đó là một đồng mà nó cũng muốn giống như là Dogecoin hay là Shiba Inu. nhưng mà cái mình thường muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là trong dòng mấy tuần qua thì trên những cái chuyến xe bus ở nước Anh thì có những cái quảng cáo như là các bạn thấy trên màn hình đó là những cái quảng cáo liên quan tới đồng Floki thì bây giờ đó những cái người lập pháp của nước Anh ấy, thì lại nói là tại sao mà cái dịch vụ xe bus lại không có kiểm duyệt những cái quảng cáo này dẫn đến là có thể nhiều người đó họ thấy quảng cáo họ mua được Floki rồi họ có thể là bị lỗ nhưng mà người khác lại nói là bây giờ đó thị trường crypto ở nước Anh ấy, vẫn chưa có được pháp luật rõ ràng cho nên đây cũng không có phải là phạm pháp thì tại sao lại không thể quảng cáo nhưng mà hôm nay đây cũng là một điều mà được tranh luận các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ là chúng ta có nên có những cái quảng cáo liên quan tới những cái đồng như là Flowkey hay là chúng ta thấy bây giờ có những quảng cáo liên quan tới Shiba Inu thậm chí là ở trên cái thành phố của New York đó ở downtown cũng có những cái quảng cáo uh, liên quan tới Shiba Inu các bạn có thấy là mình nên quảng cáo hay là không nên quảng cáo những cái đồng này để mà dân chúng có thể nhìn thấy được tại vì đương nhiên không phải ai cũng có uh, những cái kiến thức liên quan đến crypto như là nhiều bạn khi mà tham gia thị trường này và các bạn thấy được là bây giờ đó cái sự đẩy mạnh của đồng shiba inu vẫn còn hầu như là các bạn thấy là rất có nhiều người bỏ rất nhiều tiền ra ngày nào cũng có những cái bài viết liên quan tới shiba inu giống như là họ không muốn các bạn quên là shiba inu à, vẫn là một trong những đồng meme mà đang được yêu thích hiện bây giờ và sang gemini à, đã đưa ra cái thông báo ngày hôm nay là họ sẽ à, để đồng shiba inu vào sàn của họ tại sao đơn giản mà thôi sang giao dịch đó là họ cần user họ cần người sử dụng và họ cần kiếm tiền từ giao dịch cho nên việc mà sàn Gemini thêm đồng CBN vào cũng là chuyện thường mà thôi đây cũng là cái cách mà họ kiếm được tiền trên sàn của họ.